Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện quy trình kỷ luật một hiệu trưởng sau khi thông tin bị con gái tố đối xử tệ bạc vợ trên mạng xã hội. Trước đó vào sáng ngày 11 tháng 4, tài khoản Facebook JN, con gái của ông Đặng Xuân Hiển, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Trương, xã Bình Trương, huyện Bình Sơn đăng tải trên mạng xã hội, xuất hiện đoạn clip đến kèm dòng trạng thái. Dưới sự đe dọa của ba mình thể hiện, mình, mẹ và em trai đã nhẫn nhục và chịu đựng suốt 3 năm qua. Nhưng hôm nay, dưới sự chứng kiến của nhiều người, ba mình đã lao vào đánh mẹ, thực sự mình không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Sau khi bị phát hiện ngoại tình 3 năm trước, ba mình không những không hối hận mà liên tục hăm dọa. Một thời gian dài, gia đình đã khuyên nhủ, thuyết phục, mong ba quay đầu. Nhưng như mất lý trí, ba liên tục chửi bới nhục mạ mình và mẹ. Ba dùng nắm đấm với mẹ mỗi khi không ai ở gần hoặc mỗi khi nghe người tình xúi dục. Nếu không chịu đưa tiền mua đồ ăn theo yêu cầu, mẹ và mình sẽ bị giật tiền và bị chút giận ngay. Ngày 13 tháng 4, ông Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn đã chủ trì buổi làm việc với ông Hiển, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bình Trương, phòng giáo dục và đào tạo và các phòng ban liên quan để làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội sáng 11 tháng 4. Qua làm việc, ông Hiển thừa nhận đánh vợ với lý do nóng nảy, tuy nhiên thông tin ngoại tình được đăng tải chưa đủ chứng cứ xác định. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn cho rằng báo cáo giải trình của ông Đặng Xuân Hiển chưa đạt nên yêu cầu ông Hiển viên lại bản kiểm điểm, báo cáo giải trình với tinh thần tự giác, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tự nhận hình thức xử lý của cấp có thẩm quyền. Ngoài ra huyện Bình Sơn giao cơ quan tổ chức nội vụ huyện chủ trì phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo thực hiện các bước quy trình kiểm điểm theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Trương tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường thông báo nội dung sự việc. Ngày 17 tháng 7, UBND vừa có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Đặng Xuân Hiển, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Trương, xã Bình Trương, huyện Bình Sơn, vì có hành vi cực đoan gia đình đối với vợ của mình là bà HTKC vào trưa ngày 10 tháng 4. Theo đó, thời hạn xử lý kỷ luật là 90 ngày và hành vi của ông Đặng Xuân Hiển. Nhìn lại sự việc với vai trò là một thầy giáo, lại tên là lãnh đạo của trường ở Bình Trương, chưa rõ ông Hiển lăng nhăng ra sao vì sự việc đang được điều tra nhưng để chính con gái ruột đứng lên tố cáo và viết những dòng cay đắng hẳn sự việc chẳng thể cứ vãn. đây chính là câu chuyện về đạo đức trách nhiệm. dù ra ngoài ông hiển có là ai nhưng khi trở về ông chỉ đơn giản là cha của những đứa trẻ và chồng của người phụ nữ luôn mong ngóng chồng quay đầu.